Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại kênh của xe đạp giá xỉ. Em quay cho mọi người một cái mẫu xe tay cong dáng đua mà khung nhôm giá chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Tầm giá này là trên 4 triệu, dưới 5 triệu. Thì có được một cái dáng khung màu sơn rất là đẹp và đi tay đè gạt nhé mọi người nhé. Người ta sẽ gọi là tay đè gạt. Thì cái mẫu Katani 2.2 như này 4 triệu rưỡi được khung nhôm rồi. Rồi tay cong rồi. Mọi người cùng tham khảo cấu hình chi tiết với em nhé. Đầu tiên là Katani thì người ta ra được cái dáng khung và cái màu sơn rất là đẹp luôn. Màu sơn và dáng khung rất là đẹp. Mà thuộc dạng là xe giá rẻ đấy mọi người. Xe giá rẻ được trang bị là tay đè này là tay đè gạt. Tay đè ở trên này này là gọi là tay đè gạt. Và có thắng phụ là cái dòng xe giá rẻ nha mọi người nhé. Nhưng mà giá rẻ thì em đánh giá cái chiếc này nó là hàng là đẹp luôn này. Đấy. Thắng này. Rồi tay đè là đè của Shimano này. Shimano. Và gạt đĩa cũng là Shimano Tunay này. Rồi cùi đè lip được trang bị là Shimano Tunay luôn. Shimano Tunay mà dòng đẹp, dòng đắt tiền. Là cái này nó đen mà nó không phải màu đỏ nha mọi người nhé. Đấy. Ngay đến lip cũng được trang bị là Shimano luôn. Lip là lip 7 này. Lip vặn 7. 2 4 6 7 lip vặn 7 nha mọi người nhé. Và có một cái mọi người không để ý đâu. Là đùm của nó thì sẽ là đùm nhôm luôn. Đùm nhôm và bạc đạn. Trước và sau đều là bạc đạn hết nha mọi người nhé. Nó sử dụng đùm nhôm thì nó sẽ đắt tiền. Đắt tiền hơn là đùm sắt nha mọi người nhé. Đùm nhôm này và bạc đạn này. Sử dụng ti bật khóa mở nhanh này. Thắng đĩa này. Cái thắng đĩa của nó thì rất là chất lượng nha mọi người nhé. Em lắp hàng lên thì em biết rất là chất lượng luôn. Dễ dàng căn chỉnh. Và bóp là bóp thắng ăn luôn. Dễ dàng căn chỉnh. Xe thì chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Tầm giá dưới 5 triệu. Đấy, dưới 5 triệu. Em mình bán thì là 4 triệu rưỡi mẫu này. Katani 2.2 là thuộc dạng đẹp rồi đấy. Đẹp rồi. Nó rẻ như thế thì nó chỉ được trang bị là tay gạt thôi. Chứ không được tay lắc đâu. Tay lắc thì phải là dưới 6 triệu mọi người nhé. Đấy, dưới 6 triệu thì mới được tay lắc. Thì mới được tay lắc nha mọi người. Đấy. Đây là bản phiên bản mới nhất, lô mới nhất. Thì là nó đi yên thì rất là đẹp này. Yên đẹp. Bàn đạp thì cũng là bàn đạp loại thường thôi. Bàn đạp chỉ được bàn đạp loại thường thôi. Nhưng mà màu sơn đẹp. Màu sơn em quay màu sơn thực tế cho mọi người này. Màu sơn đẹp. Màu trước mặt mọi người này là màu xám. Màu xám mà ánh hồng nha mọi người nhé. Xám ánh hồng. 4 triệu rưỡi thôi. Mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em Minh nhé. Cái này nó có 6 màu. Mọi người cần màu gì, mẫu như nào thì mọi người nhắn qua em nhé. Vỏ này vỏ Kenda. Vỏ này là vỏ 32. Em nhìn hông thì em biết là 32. 700-32. Vỏ Kenda. Ủa nhầm mọi người. 700-28. Nhầm. 700-28 nhé mọi người nhé. Không phải 32 đâu. 32 to quá. 700-28. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ qua số của em Minh là 0706198999. Hoặc là mọi người ghé trực tiếp là 98-11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Katani 2.2 bản mới nhất 2024 nhé mọi người nhé. Em cảm ơn mọi người.